Samadhi Yami. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa si dây du uống rượu và các chất say. Thanna Tipata Veramani Sikhapadang Samadhi Yami. Con xin bao nhiêu điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Veramani Sikhapadang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Veramani Sikhapadang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawata Veramani Sikhapadang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura mera ya mạnh chấp pa ma đan tha na về na ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badhani sadhukam katoa ngam bhamma de na ni chakalang samarakhitappang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mà giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amma Phante, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tị, sì lê na phu ca sâm bác đai, sì lê na lê bu tinh doan tị ta smai, sì lăng vị số tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhâm nước bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thức lành thai. Un ta mang ghe na văn đề hăng pa ta phan sung văn ta mang bốn thề yô khá lý tu đô su bùn thô khá mà tu tăng mạc măng. Un ta mang ghe na văn đề hăng thẩm văn ca đuôi thăng quá răng thẩm mê yô khá lý tu đô su thẩm mô khá mà tu tăng mạc măng. Un ta mang ghe na văn đề hăng sang khăn ca đuôi thôn ta mang sang khê yô khá lý tu đô su sang khô khá mà tu tăng mạc măng. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Ký Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để tròn đủ phước báo và con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. So Tha La Tho Su Kịt Tho Pa Run Ho Bụt Tha Sa Sa Ne A Rô Go Su Kịt Tho Ho I Sa Ha Sa Bê Nha Ti Phi Sa Tha La Tha Sukita Varunaha Buddhasa Sane Aroga Sukita Hoi Saha Sabbe Nyati Pite Antalatha Sukita Varunaha Buddhasa Sane Aroga Sukita Ho Thasaha Sabbe Hị Nyati khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín phải bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thức lành thai. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika punyanno anumodantu chiran rakkhantu sasanam. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika punyanno anumodantu chiran rakkhantu nogaru. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika punyanno anumodantu chiran rakkhantu nyatayo. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika
ca bun nhan no anu mô tan tu chi lan ra khan tu pa ni no akasattha cha bum mắt tha deva na ca mahintika bun nhan no anu mô tan tu chi lan ra khan tu no sa da yam kin chi quy sa la cam mang cát tóc bằng chi bị yam mắc ma ca ye Na wa cha ma na sa ti ta se su ka tang ye san ta san ni nu a thi ye cha san ta a san ni nu kan tang bun na pha nam mai hang sam pe pha ge pha wan tu te ye tang ka tang su vi ti tang din nam bun na pha nam mai ya ye cha than than a cha nan ti de wa kan to ni we da yu sam pe lo kang hi ye san ta ji wan ta ha ra he tu ka man yun nang po cha nang sa pe la wan tu ma ma che ta sa ti Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên đàn cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rài lại thêm hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành phát độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát kế liền kiếp sau nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành y đăng nô nhát thi đăng hồn tu sư ký tà hồn tu nhà tất dù do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quá tận mê, quỳnh nhân, à sao quá khả gia, quá hằng hồn túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài chư đức. Quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể khinh an đạo quả sống viên thành. Con kính dâng một quả phước này đến chư thiên ở mười triệu thế giới xa bà vô trời. Dạ con dạ tự nhiên cái computer nó nổi là dạ thưa thầy kinh dạ thưa con chưa có thấy thầy kinh vào con xin gửi biết lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ, con kính tri ân ngài, kính tri ân đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn chị Tina. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Thầm Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ.
con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn Thiện Vũ Chị Metta sẽ thông mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với ba quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh mến chào Sích Thi Na, mến chào Sích Kim Nhung, mến chào Thi Lâm, kính chào Tạm Quý, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Giang Nhật Hà, kính chào chị Metta, mến chào Sích Tơ Thị Phụng, mến chào Sích Hồng Mai, kính chào Cát Bụi, mến chào Thiện Vũ, mến chào Sích Hạnh Kiếm. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn. Sích Thi Na đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Và không biết bữa nay thầy kinh có ăn vui không mà giờ này chưa thấy vào đạo tràng. Dạ, bây giờ theo ý kiến quý vị thì như thế nào? Dạ, Nhật Quỳnh có thể bớt bài ra, chị Metta tiên phong ôn bài chờ thầy vào thì thỉnh pháp sư hay sao chị Metta? Dạ, kính mong đạo tràng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ được phải không? Rồi, chị Nhật Quỳnh xin xuống mít và để chị Nhật Quỳnh Kim Nhung đọc trước hả? Rồi mời Kim Nhung. Dạ, kính mời chị Metta. Dạ, lúc nãy Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung tưởng đâu Kim Nhung tính đọc trước. Dạ, rồi khỏi họ đọc luôn. Dạ, Nam Mô Bố Tha. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính lễ thầy kinh. Kính chào thầy kinh về vào đạo tràng. Dạ, mời Sích Thi Na. Thi Na khỏe không? Có thể cầm mít thỉnh pháp sư không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Alo, Thi Na. Có khỏe không? Có cầm mít thỉnh pháp sư được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Dạ, hình như đường nét của Thi Na không được ổn. Dạ, vì trước khi đạo tràng chúng ta học bài học ngày hôm nay, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư à. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hấp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí đi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, và đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời thầy kinh đăng đàn để điều hợp mà chương trình học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học chi diệu pháp được an vui tiến hóa. Và kính mời kinh ạ.
Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Khai Giác. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức Đường Chế Tôn Đức Tăng Lâm Râm. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục về tập dạy nhân duyên ha. À, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tịnh Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Atthuvādemi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhaṃ Atulaṃ Sasattham Anuttamaṃ Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những chế được trong vi diệu pháp. Dạ, nam mô ta dạ, nam mô tham mạ dạ, nam mô sa di đà. Dạ, vì chương trình cũng như thường lệ ha, mình đọc Bali trước ha, rồi sau đó mời vị nào lên đọc bài tuần rồi. Nhưng mà bỏ cái phần chỗ mà duyên nha, chỗ 32 tâm quả hiệp thế tính theo duyên, bỏ bằng cái phần nó tính thêm vô coi quý vị, nhưng mà thôi nó rắc rối quá. Để khi nào chúng ta học về duyên hệ mình học vô luôn ha. Và tới giờ đó mình bỏ đằng đó, bỏ bớt đằng đó cho nó nhẹ, nó điên cái đầu. Rồi xin mời quý vị cùng nhau lên đọc bài liền. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc bài. Đoạn 3, Tát Tha Ta Vô. Tathāyo attha doada sangha ni visata kara ti santi chatu sanghe bo ti ni vatta ni đề mu la ni cha huệ đi tập pa ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Ca thằng a quýt cha sang kha ra a ti to a tha cha ti cha ra ma ra nang a na ga to a tha mắt chê a tha bắt chúp bành nê a tha tí ta vô ách tha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avicca sankhara vinnanang nama rupang salayata nang phát so về đa na tăng hà u ba đa năng pha vô cha ti cha ra ma ra nan ti đoa đa sang ga ni so ca ni wa cha năng ba net tha nit san đa pha la ni đa sa năng. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Vậy con đã đọc xong. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài, con kính cảm ơn thầy. Dạ, con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Dạ, kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ thầy Kinh, kính chào con kính lễ quý sư nữ, kính anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Cha sang rắc tàn bà thà tàn hù bà đà na quắc ga ha nề na cha a huyết cha sang kha ra cha ti cha ra ma ra na nề na cha huyền nhà na na di a ca mê wa ga hi tàn ti. Đề cập đến vô minh, ái thủ và hữu cũng được bao hàm. Trong khi đề cập đến ái thủ, vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Cha y đà ni pha la bành cha căng y đà bồ bành cha a gia tình pha bành ti quỳ sát tà ta ca san thi hề ba cha pha hòa an có một quả và hai năm quả chân trại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách bốn phân. Dạ con tiên thầy. Dạ cảm ơn chị Nhật Huỳnh bốt bài. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Đoạn 5. Avijja tăng hu pa đà na tín đề sa quát tăng cầm ma sa quát sang kha to pha về ca đề so sang kha ra cha cầm ma quát tăng upapapi pha quát sang đi kha to pha về ca đề so awase sa cha vi pa ca quát tăng ti từ ni quát ta ni avijja tăng hà quát se na đề mù là ni cha về đi tắt ba ni. Ba luân chuyển là: một, vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. 2. Một phần của sự trở thành phá hóa, hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm thiện và bất thiện trong hiện tại, phá hóa là vòng quanh của nghiệp. 3. Một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới, upapatti phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Tề sa mê quá cha mù là nằng ni rồ thề na ni rút cha tí cha ra ma ra na mút cha ya bà ta na ma xin nhá sô a sa hòa nằng sa mút bà đà a vít cha cha ta quá tàm tí quá ta mà tàm tha mít chê quần tề phù ma ca ma na tí cần bà tí cha sa mút bà đồ tí tát tháp đề si ma hà mu ni. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển, chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết, bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ con đã đọc xong, cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống nhất ạ, xin nhường cho việc kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy Kinh, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc bài. Đoạn 3. Táp tha ta yô át tha đoà đa sang gà ni, vì sa ta ca ra, ti san thi cha tu san khe po, ti ni quát ta ni, đuê mù la ni cha về đi tắp bà ni
nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sinh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Ca thăm, Avijja, Sankhara, Atito, Attha, Chati, Chara, Maranang, Anagato, Attha, Macche, Attha, Pekchup, Thanh Nê, Attha, Ti, Tayo, Attha. Như thế nào? Vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh, lão, tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy, có ba thời kỳ, Avijja, Sankhara, Vijñānaṃ, Nāmarūpaṃ, Salayatanaṃ, Phasso, Vedanā, Taṇhā, Upādānaṃ, Pharo, Jati, Chara, Maranangti, Đoà, Đa Sang Gà Ni, Sô Cà, Đi Quá Cha Năng, Panetha, Nít Sành, Đa Phá Lan, Ni Đát Sa Năng, Vô Minh, Hành, Thiện và Bất Thiện, Thức Tái Sanh, Danh, Sắc, Lục Căn, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão và Tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn, ta thán, vân vân là hậu quả của sanh. Con đã đọc xong, con sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý sư, và con kính chào thầy kinh. Con xin phép được đọc bài tổng 4. Avijja Sankhara Jahanena Patnetha Tanghupadana Phatvapikahita Phatvanti Tattha Tanghupadana Phatgapa Hane na cha avijja sankhara cha ti cha ramara na ga he ne na cha vinyana ti pha la pan cha kha me va ga hi tan ti kha toa. Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành, thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cũng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Atite he ta wo pancha idani phala pancha kang idani he ta wo pancha ayatin phala pancha kanti vì sát ta kha ra thi sanh thi chát tút sanh khe pha chát pháp hoàn tí. Như vậy có 1. Năm nhân thuộc về quá khứ, và 2. Năm quả trong hiện tại, 3. Năm nhân trong hiện tại, và 4. Năm quả thuộc vị lai. Có 2 phương cách, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, con kính tri ân quý sư và thầy và các chào đại trang. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ siêu trí đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay ạ. Đoạn 5. Avijja Tanghubada Nacchakile Sawat tăng cầm ma pha quá sằng kha tô pha quê ca đề sô sằng kha ra chắc cầm ma quá tăng ubapati pha quá sằng kha tô pha quê ca đề sô
awase sa cha vi ba ka wat tan ti tan ti ti ni wat ta ni awicca tan ha wase na due mula ni cha we ti tap ba ni. Ba luân chuyển là một, vô minh, ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành, phá hóa, hữu, được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện. Trong hiện tại, phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành, hữu, được biết là kiếp sống mới. Upapatti phá hóa. Và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tề sa mê quá cha mù là nặng ni rô thề na ni rút cha tí. Chà ra ma ra na mút chà giá. Bì lý tà na ma phình ha sô. À sa hoà nặng sa mút bà đà. Áo hai cầm đằng Patichasamubbado Tabbe Simalha Muni. Tóm này hiện trạng rối phát sanh. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức văn trong đầu tràng, con kính chào thầy Kim, dạ con kính chào đầu tràng, dạ con cảm ơn đầu tràng đã cho niềm tự biết là âm thanh rõ, dạ con xin đọc bài học hôm nay, dạ cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài học lên hôm nay ạ. Đoạn 3, tát thá tá vô át thà đồ đá san gà ni vi sa ta ca ra ti san ti ca tu san khe bồ ti ni quát ta ni đuề mù là ni cha quê đích tắp bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Cách thăm Avijja Sankhara Atito Attha Chati Chara Maranang Anagato Attha Macche Attha Bakkup Banne Banne Attha Titayo Attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avijja Sankhara Vinyanang Namarupang Salayatanang Phasso Vedana Tanyaha Ubadanang Phavo Chati Chara Maranang Tidua Dasanga Nisoka Tivachanang Panettha Nissan Afalanidasanang. Vô minh hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục, căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi, những danh từ sầu muộn, ta tháng, vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai, xin thầy cũng sửa lại dùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá.
Niệm từ xin mời bàn tay của quý vị lên để đọc bài tiếp nhé. Dạ, con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con xin kính lễ Sư Trí Đức. Kính chào Thầy, kính chào Đạo Tràng. Con xin được đọc bài kế tiếp. Đoạn 4. Avijja Sankhara Gahanena Panetta Tanhubadana Pava Vigahita Pavanti Tata Tanyu Badana Pavakya Ha nề na cha avi cha sang kha ra cha ti cha ra ma ra na ga hề na cha viên nhà na di pa la pèn cha ca mẹ quá gái tàn ti cát tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta vô bèn cháy đà ni pha la bèn chắc cằn Ý đà ni hề ta vô bèn cha à gia tiền pha la bèn cha càn ti vì sa ta cà ra ti sàn ti cha tu sàn khệ bà cha pha vàn ti. Như vậy có thứ nhất năm nhân thuộc về quá khứ và thứ hai năm quả thuộc hiện tại. Thứ ba, năm nhân thuộc hiện tại và thứ tư, năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin kính tri ân đạo tràng, kính tri ân thầy. Con xin xuống mít nhường cho vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Đoạn 5. Avijja Tanhubadana Cha Ki Le Sawat Tăng cầm má pháo quá sanh kha tô phá huệ ca đề sô sanh kha ra cha cầm má quát tăng u ba bát tí phá quần phá quá sanh kha tô phá huệ ca đề sô á quá sệ xà cha quý bạc ca quát tăng tí tì ní quát tà ní á quý trà tăng hà quá xề na đề mù là ni cha quê tắp bà ni. Bài luân chuyển là một vô minh, ái và thù thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá hóa hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới, upapatti phá hóa và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tệ sa mê quá cha mù là nặng ni rô thề nã ni rút trá tí trà ra mara nam múc trà gia pì lý tà
nama phin haso asawa nang samupada awicca japa watati. 2. Watama bandhamik jay wang te phu makamana dikang patikya samupado tipatthape si maha muni. Tóm lược bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ thưa, con đã đọc xong. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con kính tri ân đạo tràng. Con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Hai Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn Kim Nhung, Thiện Vũ và Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh không thấy ai đưa bàn tay lên nên Nhật Quỳnh xin phép. Và cảm ơn Châu Nguyễn rất là nhiều. Nhật Quỳnh xin phép được đọc bài ạ. B đoạn 3. Tát tha dơ át tha đo đa sanh ga ni quy cha sa quy sa ta ca ra ni sanh thi chát tu sanh khê bơ tì ni vát ta ni đề mù là ni cha quê đi tắp bà ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thằng Avijja Sankhara Atito Abhacchati Chara Maranang Anagato Atthamatche Atthabhacchupanne Atthatitayo Attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ: Avijja Sankhara Vinyanang Namarubang Salayatanang Phaso Đề Đana Tonha Upadanang Phavochati Chara mara nan ti đo da san ga ni so ka ni chak ni so ka di qua chân năng manet thanh ni san da phala ni da san năng. Vô minh hành thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc lục căn, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu muộn ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Nam mô Bụt Hai Giá. Và đoạn 3 đến đây là chấm hết. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn thầy kinh và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và kính mời tiếp tục ạ.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy. Dạ, cái lễ sư Pháp Trang mới vào luôn. Chắc hết ai đọc hả? Rồi thôi mời một vị lên đọc cái bài từng rồi. Bỏ cái phần nãy nói nha, phần về duyên cái bỏ. Ai lên đọc để giơ tay là... Ủa, mang lên đi ta. Rồi, mời cô Nhung. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ sư, kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con có anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ngày 9 tháng 7, phần thứ 6, Xúc Duyên Thọ, Phát Sa Bách Cha Già Quề Đa Nà. Do duyên sáu xúc trên, tức tâm sở xúc hiệp trong 32 tâm quả hiệp thế, duyên cho sáu thọ sanh. Xúc có mặt, thọ có mặt. Thọ do sáu xúc duyên sanh có sáu. Nhãn thọ, tức là tâm sở thọ nhãn. Nhĩ thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp nhĩ thức. Tỷ thọ, thọ trong cặp tỷ thức. Thiệt thọ là tâm sở thọ hiệp trong cặp thiệt thức. Thân thọ là tâm sở thọ hiệp trong cặp thân thức. Ý thọ là tâm sở thọ hợp trong 22 tâm quả hiệp thế, tức 32 tâm quả trừ ngũ song thức. Sự tương quan giữa sáu thọ, ngũ song thức, tức năm cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thọ. Bốn cặp đầu là nhãn nhĩ tỷ thiệt thọ xả. Thân thọ có hai là thọ khổ và thọ lạc. Ý thọ, riêng ý thọ thì có hai là thọ hỷ và thọ xả. Thọ có mặt trong các cõi, cõi có ý thọ, cõi sắc hữu tưởng, sắc giới hữu tưởng, có ba thọ, thọ và ý, cõi dục giới, có sáu thọ, tùy theo cõi địa ngục, ngạ quỷ, Atula thì đủ sáu thọ để nhận quả nghiệp. Sáu thọ với các hạng người bằng sanh có sáu thọ hay tùy theo nghĩ là địa ngục thọ, người lạc vô nhân sáu thọ, người lạc phàm là nhân hay tam nhân có sáu thọ tùy theo. Có bốn người đạo thì có một ý thọ người quả, có bốn người quả theo bảy thọ. Duyên ái cha tần hà ái là tâm sở pháp tương đương ái tân ha dục ô nhiễm. Thọ duyên ái đức tâm sở thọ họ đồng sanh hiệp thế, duyên cho ái ái sanh. Thọ duyên có ba khổ lạc và xả thọ. Do khao khát được thoát khổ, thoát nghèo, lạc duyên ái, xả duyên ái, muốn kéo dài sự bình yên. Chi pháp ái là tâm ái liên hệ với cảnh có sáu ruha, thinh ái, sắc đa tần hà, khí ái, gần tha tần hà, xa tần hà, xúc ái, phốt thắp ái, mát tần hà. Dạ thưa của ngày 9 tháng đồng kính tri ân thầy ạ. Dạ con xin xuống mic. Rồi, xa hướng, xa hướng. À, cảm ơn cô. Bỏ cái phần đó đi cho mọi người. Giờ đi vô tiếp luôn. Ái duyên theo tri kiến. Bỏ cái chỗ 15 tâm quả vô nhân rồi đi.
ái duyên theo tri kiến. Dừng tè được ghế, sử dụng có 3. Rồi, có 3. Một là dục ái, ca má tanh tha. Hai là hữu ái, phá quá tanh tha. Và phi hữu ái, quý phá quá tanh tha. Rồi, xin chào. Dục ái hai chấm. Sự tham đắm trong các dục. Sự tham trong các dục. Khi mà nói với dục ái ca mắt tanh tha thì chúng ta phải hiểu là nói về một cái trạng thái, cái sự tham đắm, sự tham bám, cái sự dính mắc trong các dục, tức là sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục và xúc dục, tức là ngũ dục. Thì như vậy được gọi là ca mắt tanh tha, ha là dục ái. Rồi hữu ái hai chấm. Hữu ái hai chấm là ái tham liên hệ thường kiến. Ái tham liên hệ thường kiến. Ái tham liên hệ thường kiến. Rồi như vậy là phá quá tanh ha là một cái trạng thái mà tâm tham bám dính mắc vào những cái sự có liên hệ đến cái chủ kiến về thư còn, tức là mình chấp và mình chấp vào thế gian là thường còn, là bất biến, là mỗi chúng sanh có linh hồn trường cửu bất biến vân vân, hoặc là cái đời sống của một cái cảnh giới nào đó là được trường tồn mãi mãi, do là dính mắc vào những cái đó. Thì như vậy được gọi là phá quá tanh ha, là hữu ái. Rồi phi hữu ái hai chấm. Phi hữu ái và ái tham liên hệ đến đoạn kiến. Ái tham liên hệ đoạn kiến. Ái tham liên hệ đoạn kiến, tức là đây nói về cái sự dính mắc, cái tham ái dính mắc vào những cái chủ kiến cho rằng là sau cái chết là hết, chấm dứt mà không có cái gì mà tồn tại, là cái gì mà sanh lên diệt là mất, chứ không có, cái gì là có phía sau mà có cái tiền cái mà hậu kiếp mà tái sanh qua, không có cái chuyện đó. Họ dính mắc và cho rằng là cái chủ kiến mà cho đoạn kiến, đó là phi hữu ái. Và chính vì sự dính mắc này nó phát sinh ra những cái chủ kiến về cho rằng là thế giới này là chết là hết, không có gì còn tồn tại được, là phi hữu ái. Thì như vậy chúng ta có được ba ái là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Rồi xuống dòng tổng số ái hai chấm, cái lễ sư tại đức rồi. Tổng số ái hai chấm.
phải là mình có sáu ái, sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Nói là mình học là ái liên hệ với cảnh này thì cho chúng ta có sáu ái như vậy. Sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp ái. Vì sáu ái nó nhân với lại ba cái tri kiến này là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Vì sáu mình nhân cho ba thì mình có là 18 ái. 6 nhân 3 bằng 18 ái. Sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp ái. Nhân cho dục ái, hữu ái, phi hữu ái thì mình có được là 18 ái. 6 nhân 3 bằng 18. Rồi 18 nhân cho 2 là 18, cái này lấy 18 ái là nhân cho 2 là nội phần ngoại phần. 18 nhân 2 nội ngoại thì mình có được 36 ái. Rồi, giờ 36 ái này mà mình nhân cho ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân cho ba thời thì mình có được là 108 ái. Có được 108 ái. Là gom lại một cái bảng cho nó gọn đi cho Nguyễn. Là 6 nhân 3 thì bằng 18 ái. 18 nhân 2 nội ngoại bằng 36 ái. 36 nhân 3 thời bằng 108 ái. Thì như vậy con số 108 này là nói về tất cả những cái phương thức về dính dáng với ái dục ha. Tức là ái dục, ái sắc, phi hữu ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái liên hệ đến 6 cảnh. Ái sắc, ái thinh, ái khí, ái vị, ái xúc, ái pháp, nội ngoại và thời, ba thời. Đúng rồi, bỏ cái gì, bỏ cái sáu cảnh đi. Chưa ghi chép kịp chưa? Alo, khi mà sáu ái nó liên hệ với sáu cảnh thì ái nó liên hệ với sáu cảnh chứ sao đi, ái nó liên hệ với cảnh đó, tức là với sáu cảnh đó, thì nó cho ra là sáu cái vấn đề là sắc ái, tinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Ái liên hệ với cảnh đó, như vậy là nó có sáu như vậy. Rồi mà ái liên hệ với tri kiến thì có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Nó dương theo tri kiến. Thì từ vấn đề này chúng ta cho ra là mình có được cái tổng số là 6. 6 cái ái duyên cảnh đó. 6 nhân cho 3 dục, hữu, phi là bằng 18. Rồi 18 nhân cho 2 tức là nội phần và ngoại phần, là mình và bên ngoài những người khác ha. 18 nhân 2 là 36. Và 36 dành cho 3 thời và quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì như vậy mình có tổng số ái là có được 108 ái. Chúng ta từ hay nghe nói 108 mà mình không biết là gì. Lần chuỗi gì đó nghe nói mình mất tâm thì có cái vụ này không ta? Lần chuỗi 108 hộp vậy ha. Thì phải cô Dung biết vụ này không? Không biết hả? Rồi bây giờ khi mà nói đến ái này đó thì tâm sở nó là gì quý vị? Ái tâm sở là gì? Hello.
đúng rồi, 108 hồng chuỗi đúng rồi đó. Một gói luôn. Tâm sở si, ái là tâm sở gì? Tâm sở gì ghi rõ rõ là chút xíu. Tâm sở tham. Rồi ok. Rồi bây giờ dục ái. Dục ái là tâm sở gì? Dục ái tâm sở tham đúng rồi, tâm sở tham luôn rồi. Hữu ái là tâm sở gì? Hữu ái tâm sở gì? Tâm sở tham và kiến rồi. Sở hữu phi hữu ái là tâm sở gì? Tâm sở phi hữu ái là tâm sở gì? Cũng tâm sở là tham cộng tà kiến luôn ha, cộng tà kiến. Rồi ok đúng rồi. Rồi giờ ba cái này, dục ái, hữu ái, phi hữu ái là nằm trong những loại tâm nào? Alo, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, tám tâm tham. Ok rồi, bây giờ hữu ái này, bây giờ phi hữu ái nằm trong những loại tâm nào? Hữu ái, phi hữu ái, gì vậy, gì vậy, gì đâu nhảy đâu xả lắc xả lơ. Bốn tâm tham hợp tà xà thử xà thử, chính xác bốn tham tà kiến. Vậy nó thuộc về tà kiến mà, thường kiến đoạn kiến ha. Vì vậy hai cái này gom lại là thuộc về tà kiến à, còn dục ái thì nói chung ha, nói chung tà kiến có mà ly tà cũng có. Vì vậy trong cái chi pháp mình nó hơi ra mình hiểu được rõ rồi ha, nắm được ha. Quý vị nắm được không? Alo cô Nhật Quỳnh, cô Meta đâu mất tiêu rồi, mai ra Meta nắm được ha, thư ký nắm được không? Rồi ok. Rồi, cái số 8. Tân hà bách gia u ba đà năng ái duyên thủ. Ái duyên thủ. Rồi, xuống dòng. Từ cái ái đó, tức là từ cái chi phần về ái đó, tức là thọ duyên ái, rồi từ cái ái này nè, nó mới duyên là thủ. Bây giờ thủ là cái gì? Mình xuống ghi là thủ có 6 là 2 chấm. Thủ có 6 là 2 chấm. Sắc thủ, thinh thủ, khí thủ, vị thủ, xúc thủ và pháp thủ. Rồi ghi là một loạt như thế dễ ăn rồi, lát mình tính sao ha. Sắc thủ, thinh thủ, khí thủ, vị thủ, xúc thủ và pháp thủ. Rồi, như vậy thủ mình phân ra được cho chúng ta biết là có 6 loại liên hệ đến sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. À, sự bám thủ, sự bám díu, sự bám chặt, sự dính mắc một cách chặt chẽ vào cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thì như vậy thủ cho chúng ta có 6 là sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp thủ. Được chưa? Thủ phân theo chi pháp có 4 loại, 2 chấm.
phân theo chi pháp có bốn loại. Dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. À, như vậy khi mà nói đến thủ á, thì nó có bốn cái loại này. À, cái thứ nhất là dục thủ, cái thứ hai là tà kiến thủ, cái thứ ba là giới cấm thủ, và cái thứ tư là ngã luận thủ. À, mình học mình phải nhớ cái này, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, mình biết là tứ thủ là mình có như vậy ha. À, chứ không phải là tứ thủ là thủ giỏ thiếu làm tự tứ thủ thì lòng là những cái pháp thủ hả? À, chưa rồi giờ lại cái này. Rồi, dục thủ, giờ mình đi xuống từng chi pháp ha. Dục thủ, kha mu ba đa, dục thủ, kha mu ba đa. Yeah. Rồi, số 1, dục thủ, ca mô bà, đà nạc, hai chấm. Khi có sự bám thủ, phải. Khi có sự bám thủ, đeo níu vào các trần cảnh. Khi có sự bám thủ, đeo níu vào các trần cảnh. Với tràn đầy ái nhiễm phát sanh từ ái. Với tràn đầy ái nhiễm phát sanh từ ái. Bự lên chứ. Phải. Khi đó có dục thủ chấm. Khi đó có dục thủ chấm. Tức là khi nào mà có một cái trạng thái tâm mà nó bám thủ, nó bám chặt, nó bám dính, nó đeo níu vào các trần cảnh, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là những cái trần cảnh này mà tâm nó bám díu vào, nó dính mắc vô, là giống như keo sơn không dính vô. Với cái trạng thái mà đầy dẫy tràn ngập ái dục, ví dụ như cảnh sắc mà ái cảnh sắc rồi dính mắt vô, chấp thủ vô cảnh sắc, bám thủ vô, chặt vô, à, thì khi đó chúng ta có gọi là dục thủ, à, tức là sự bám thủ vào trong những cái dục thì được gọi là dục thủ. Rồi xuống dòng, nói cách khác là khi nào có sự thèm khát dục vọng, phải. Nói cách khác là khi nào có sự thèm khát dục vọng, phải. Thích thú trong dục lạc, phải. Thích thú trong dục lạc, phải. Khát khao
say đắm nổi lửa dục, khát khao say đắm nổi lửa dục. Vô tàm vô quý, vô tàm vô quý. Vô tàm vô quý, phóng thân vào trong dục, phóng thân vào trong dục. Khi đó có dục thủ, khi đó có dục thủ. Khi đó có dục thủ, rồi, tức là có khi những khi mà cái trạng thái tâm mình nó phát sinh một cái sự thèm khát về dục vọng, cái sự mà thích thú, cái sự mà ao ước, cái sự mà khát khao, cái sự mà say đắm trong dục vọng, nó nổi lửa dục lên, tâm nổi lửa dục lên, và lúc đó mình phóng thân mình đem coi như là chịu không nổi, cái thân mình phải phóng thân vào trong những cái sắc thinh cái vị xúc phát sinh trong dục đó, để mà thỏa mãn những cái dục vọng đó một cách mãnh liệt. Lúc đó chúng ta có gọi là dục thủ, tức là sự thèm khát dục vọng, sự thích thú trong dục lạc, cái sự mà khát khao, cái sự say đắm, sự nổi lửa dục, tức là những cái danh từ mà trong chú giải đã dùng những cái cho chúng ta thấy là một cái sự rất là mạnh mẽ về cái dục khi nó phát sinh và khó mà kềm chế được cái vấn đề này. Như vậy được gọi là dục thủ. Cho chúng ta thấy đó là cái ý nghĩa của cái dục thủ này nó rất là mạnh, nó mạnh hơn ái rất là nhiều ha. Rồi xuống dòng này. Tà kiến thủ, dục thủ ha. Giờ số 2 là tà kiến thủ. Đích thứ ba đà ná và kiến thủ. Số 2, đúng rồi. Khi có sự bám thủ vào các kiến chấp sai lầm như hai chấm, khi có sự bám thủ vào các kiến chấp sai lầm như hai chấm, chấp thủ rằng thế giới là thường còn vĩnh cửu, thủ rằng thế giới là thường còn vĩnh cửu, phải. Bản ngã là trường tồn bất sanh bất diệt, chấm chấm chấm. Bản ngã là trường tồn bất sanh bất diệt. Khi đó có tà kiến thủ. Khi đó có tà kiến thủ. Hoặc hai chấm. Có quan kiến cho rằng
có quan kiến cho rằng không có nhân có quả. Có quan kiến cho rằng không có nhân có quả. Không có sự chứng đắc thánh trí. Không có sự chứng đắc thánh trí. Không có đời này đời sau. Chấm. Không có đời này đời sau. Chấm. Rồi, như vậy tà kiến thủ cho chúng ta biết rằng khi nào mình có một cái sự bám thủ, mình có những cái kiến chấp sai lầm, mình có những cái tư tưởng sai lầm, mình chấp vào là thế giới này nó là thường còn vĩnh cửu, thế giới này là bất diệt, bản ngã là trường còn bất sanh bất diệt luôn, ngay cái bản ngã, cái linh hồn bất diệt của mình, có linh hồn thì là trường tồn mãi mãi, không có chết. Là như vậy là mình chấp vào cái đó, mà cái đó nó không thật, nó không phải là sự thật. Cho nên chúng ta khi mà chấp dính vào như vậy, là mình chấp thủ như vậy, thì chúng ta rơi vào trong tà kiến thủ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý. Nhiều khi cái tư tưởng mình học, mình nhìn chưa có nắm sâu, mình vẫn có thể bị rơi vào những cái trường hợp này. Trong cái thâm tâm mình vẫn còn có những cái trạng thái mình cho là có một cái gì đó mà trường tồn vĩnh cửu trong đời sau, chẳng hạn như niết bàn là trường tồn vĩnh cửu, còn cõi niết bàn là ha, thì như vậy mình rơi vào trong tà kiến thủ, hoặc là có những quan kiến cho rằng không có nhân không quả vậy đó, là không có làm, không có gieo nhân ác hoặc quả ác, không có thiện quả thiện, không có nhân không quả, đó là cái vấn đề của những cái tà kiến nó phát sinh, hoặc là người ta không có tin, không có cho là có một cái sự chứng đắc về thánh đạo thánh quả, không tin gì đó, và không có đắc gì đó, cứ từ từ cái sống lâu làng lâu năm lão làng thì tự động thành thánh đó. Như trăm ngàn kiếp sau thì từ 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 cái giống như là được chuyển hóa lần thì sẽ được thanh lọc, không có sự chứng đắc, mà cái đó là do sự tự nhiên, không có tin vào sự chứng đắc thánh trí, hoặc là họ không có tin có kiếp sau luôn. Và chuyện này chúng tôi gặp cũng rất là nhiều cái người ta có những cái tri kiến này, mà bên có kiếp sau xạo chết hết, làm những cái chuyện có kiếp sau, làm gì có chuyện có cõi trời có địa ngục, cái chuyện đó chết là hết, họ không có tin những đó. Những người đó người ta cứ tư tưởng người ta chấp chặt người đó ghê lắm, nó cho nên khi mà người mà có những cái tư tưởng như vậy mà dính chặt như đó thì rơi vào trong là tà kiến thủ. Nhất là chúng quý xem trong trường bộ kinh đó, xem trong kinh Phạm Võng nói về 62 tà kiến, mình mới thấy kinh khủng ha, có những cái tư tưởng, những cái tư duy của những người đạo sĩ, mà có những cái tà kiến thủ họ rất là kinh khiếp. Đó là chúng ta thấy là nếu mà không có Đức Phật ra đời, không có Đức Phật mà xuất hiện trên thế gian này thì 62 tà kiến này là tung hoành thiên hạ. Chính vì nhờ có Đức Phật ra đời mà Ngài mới phá tan 62 tà kiến này. Như vậy là chúng ta thấy rằng một vị Phật ra đời là một cái sự chói sáng, một cái sự mà giải thoát cho toàn thể là chúng sanh. Chứ nếu không là mệt mỏi ha, mà mình cứ lòng vòng trong cái 62 tà kiến này là chắc chết luôn. Rồi, đó là nói về tà kiến thủ. Bây giờ mình nói tiếp theo là giới cấm thủ. Copy cái này luôn. Giới cấm thủ. Si lấp bát tu ba đà na. Giới cấm thủ. Si lấp bát tu ba đà na. Rồi, xuống dòng lấy cái chữ si lấp bát tá. Vậy chữ là si lấp bá thêm chữ tá nè. Si lấp bát tá.
si lắp bát tá, mình ráp vô là si lắp bát tu ba đà ná, si lắp bát tá, rồi si lắp bát tá à, có hai từ ghép là si lá và chữ si lá và bát tá, có hai từ ghép là si lá và bát tá. Si lá và vá, vá thì phải vá, si lá và vá chữ V. Nghĩa là si lá và vá tá. Rồi cái chữ V đó, vá tá đó là chữ V, đổi thành hai chữ B. V đổi thành hai chữ B. Thành ra mình có cái chữ là si lắp bát túp, si lắp bát túp ba đà ná, đó là ráp hai cái từ này vô đổi thành chữ B, đó thì nó mới ra cái chữ đó. Vậy cái chữ si lá hai chấm, si lá hai chấm hành động thường làm, là ý nghĩa thứ nhất là hành động thường làm, ý nghĩa thứ hai là giới, hành động thường làm hay gọi là giới, xì lá hai ý nghĩa này như vậy ha. Rồi xuống dòng vá tá hai chấm, áp dụng thực tập hành động là vá tá. Dùng thực tập hành động đó ta. Rồi như vậy là chúng ta có hai cái ý nghĩa ha. Thứ nhất là si lá là giới, là ở đây lấy si lá là giới ha, vá tá là hành động nỗ lực. Thì như vậy ráp hai cái từ vô là si lấp vá tá, si lấp vá tá hai chấm có nghĩa là giữ giới cấm nỗ lực tròn đầy, giữ giới cấm nỗ lực tròn đầy. Đó là ý nghĩa của cái từ si lắp bát tá là giữ giới cấm nỗ lực tròn đầy. Mà giữ là giữ làm sao nha, cái vấn đề đó chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu từ từ. Thì chúng ta biết là trong cái giới cấm thủ này nó có những cái câu chuyện mà dẫn dụ rất là nổi bật ha. Trong thời lúc Đức Phật còn tại tiền thế gì, thì đó lúc đó có hai cái ông người đàn ông, hai người đàn ông đến gặp Đức Phật, một ông tên là Bùn Nhá và một ông tên là Xí Giá. Có hai ông đó, hai ông thuộc trường phái đặc biệt ha. Ông Bùn Nhá thì thuộc về trường phái mà sống tu hạnh như là bò, ông Xê Ni Giá thì trường phái thì sống như tu hành như là chó. Thì hai ông này mới đến gặp Đức Phật và đảnh lễ chào hỏi Đức Phật, xong mới hỏi vấn đạo Đức Phật, hỏi Đức Phật. Thì ông Bùn Nhá đó, ông thuộc trường phái về bò đó, ông mới hỏi hỏi Đức Phật, ông nói là về Xê Ni Giá này đó, làm đệ tử thuộc phái hành xử như chó. Ông Xê Ni Giá này là một trường phái là tu tập mình như chó, ngủ như chó, đi như chó, đứng như chó, ăn uống những như chó, và những cử chỉ gì đó cũng như chó. Ông đó ông sống là hẻ chó, làm sao lão thịt chứ. Chó ngủ từng dáng kiểu nào ông ngủ kiểu đó, chó nó đứng kiểu nào ông đứng kiểu đó, nó đi kiểu nào ông đi kiểu đó. Coi như đi đứng của chó là bò bốn chân đó. Ông cũng bò bốn chân như chó đó. Ông ăn bằng nguyện như chó, như chó, rồi chó làm gì cũng làm gì hết như vậy, làm như chó.
Thì ông Bùn Nhá này ông mới hỏi dùm cho ông Xê Ni Giá cho em, ông này đệ tử của cái phái đó, thì hỏi về bạch Thế Tôn. Thế Tôn cho biết được kết quả như thế nào, thì ông này cũng tu tập như vậy thì cái kết quả thành tựu của ông tương lai ông sẽ ra sao. À thì Đức Phật không trả lời. Đức Phật nói đừng hỏi điều này. Ông Bùn Nhá ông khó chịu, ông bực mà ông hỏi. Ông hỏi lần thứ hai Đức Phật cũng trả lời, Đức Phật từ chối trả lời. Lần thứ ba Đức Phật mới nói là đừng hỏi, cái ông này mới nài ý, Đức Phật bắt đầu Phật trả lời. À, Đức Phật dạy cho ông này biết cái sự thật phủ phàng như thế nào, công trình tu hành bao nhiêu năm trời. À, thì ngài Đức Phật cũng dạy là người nào mà hành động như chó, ngủ như chó, đi đứng như chó, ăn uống như chó, tiểu tiện như chó, và nếu người đó mà tập như vậy đó, tập cái hạnh như vậy một cách là hoàn mỹ, một cách toàn thiện, một cách đầy đủ, thì sau khi chết sẽ tái sanh thành chó. là tu tập là tuyệt vời, chứ không phải tu tập và giống y hệt như cái tâm mình nó cũng như vậy luôn, tâm là chó thì mình chết đi làm chó chứ làm gì. À, thì khi chết tái sanh thành chó. Còn nếu mà tập mà tu tập luyện gì mà chưa có được hoàn thiện, chưa có được là được tốt đẹp, chưa có được thuần thục nhu nhuyễn, thì người có tài kiến như vậy đó, thì nếu mà tin rằng là làm chó được hết phiền não như vậy mà sẽ thoát khỏi được những cái được giải thoát đó, giải thoát sự đau khổ đó, thì người đó sau khi chết là phải đọa địa ngục hay tái sanh trong cảnh giới súc sanh. À, Đức Phật trả lời phán quyết cho mình, cho ông đó biết là nếu mà tu tập một cách hoàn toàn là rốt ráo thì chết thành chó, còn nếu mà chưa rốt ráo mà còn vẫn có những cái tư tưởng tà kiến như vậy đó, nói là tu kiểu chó này sau khi chết sẽ được giải thoát đó, thì chết sanh địa ngục. À, còn nhẹ hơn là sanh vào cảnh giới súc sanh, sanh làm những loài là súc sanh. Và khi mà Đức Phật trả lời như vậy đó, cái ông Xê Ni Giá nào ông khóc quá trời khóc, ông nó bị thầy ông gạt, ông gạt gạt ông tu thời gian lâu quá, chịu sống như là một con chó rồi, sống cực khổ, sống là con người mà sống thân con chó thì rất là đau khổ. À, khóc quá trời. À, thì rồi cái ông Xê Ni Giá ông khóc rồi ông mới hỏi lại Đức Phật, ông Xê Ni Giá mới hỏi Đức Phật về cái ông Bùn Nhá này sao. À, thì cũng hỏi Đức Phật ba lần, Đức Phật mới trả lời là ông Bùn Nhá này tu hành bò đó. Đến lần thứ ba thì Đức Phật mới trả lời, nếu mà một người mà tu tập ứng xử như bò, ngủ như bò, đi đứng như bò, ăn uống như bò, tiểu tiện như bò, và nếu người đó tu tập như vậy đó một cách là đầy đủ hoàn mỹ, toàn thiện, tốt lành, thuận là coi như là nhu nhuyễn, thì sau khi chết tái sanh thành con bò. Tập thuần thục quá, bò sống sao mà sống y thì chết thành bò thành gì. Còn nếu mà chưa hoàn chỉnh, chưa rút ráo, thì mà có những cái tà kiến mà cho rằng mà tu theo kiểu bò vậy đó mà chết được giải thoát, được thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó, thì người đó sau khi chết mà nếu mà chấp thủ vào những cái tư tưởng như vậy đó thì chết bị đọa địa ngục hoặc tái sanh vào những cảnh giới súc sanh. Vì vậy Đức Phật cho biết là một người mà có những cái tà kiến thủ như vậy, nếu mà rốt ráo thì chết sẽ bị sanh làm những cái loài đó. Còn nếu mà nhẹ hơn thì cũng phải đi địa ngục hoặc là sanh lên cảnh giới thấp sanh, cảnh giới súc sanh. Đó là những cái hai cái câu chuyện mà chúng ta thấy cái tà kiến thủ này nó kinh khủng ha. Nó đưa chúng ta đi xuống không đi lên được. Đó là cái vấn đề như vậy. Rồi, xuống dòng, gạch vào dòng. Khi có những quan kiến chấp thủ, khi có những quan kiến chấp thủ cho rằng do tuân thủ
tuân thủ các cách tu tập bà la. Đấy. Lễ lạc, cúng tế, chấm 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 chấm. Sẽ làm cho tâm được trong sạch hóa. Sẽ làm cho tâm được trong sạch hóa. Đó là giới cấm thủ. Đó là giới cấm thủ. Thì như vậy, khi mà một người mà có cái quan kiến chấp thủ, chấp chặt là do cái sự tuân thủ, cái sự tu tập tuân thủ của mình theo cái kiểu mà làm lễ lạc cúng kiến này, thờ này, làm kia, đủ thứ chuyện không? À, thì do cái sự tu tập kiểu này làm cúng tế, thờ phượng lễ lại vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái tâm mình được trong sạch. À, thì như vậy, cái điều này không thể xảy ra được, bởi vì muốn cho tâm trong sạch thì mình phải làm cái sự tu tập để mà loại trừ những cái sự xấu, những ác tâm, thì tâm nó mới được trong sạch. Còn này ba cái lễ lạc hình thức bên ngoài, cúng tế, đốt nhang, thờ phượng, đủ thứ chuyện, thì làm sao có thể trong sạch được. Thì điều này không có, mà người đó cho rằng là có, chấp thủ cho rằng đó là cái cách tu tập để mà làm trong sạch hóa cái tâm hồn của mình. Thì đó chính là giới cấm thủ. À, đó là cái rơi vào trong cái giới cấm thủ này, cũng thuộc loại nặng nề chứ không phải là nhẹ cái gì. À. Chưa giúp từ từ á. Rồi bây giờ trong cái chú giải của Thanh Tịnh Đạo đó có nói vấn đề này cũng khá là giống như tới vậy chứ gì. À, tức là ngay cả giới luật của mình luôn, ngay cả người tu như là giữ gìn ngũ giới nè, bát quan trai giới, rồi mười giới, hay là cả những người tu tập về thiền chỉ, tức là những cái thiền đắc định thiền chỉ đó. À, nếu được thực hành như vậy đó, với sự tin tưởng rằng sẽ được giải thoát, thì tất cả những cái tri kiến, cái sự quan kiến này đều xếp chung vào trong giới cấm thủ hết. À, cho nên chúng ta thấy rằng không phải là mình giữ giới, mình hành thiền này kia là đúng đâu. Nếu mà mình cho rằng những cái sự tu tập này nó sẽ giải thoát và chứng ngộ niết bàn, thì đó chúng ta là bị rơi vào trong giới cấm thủ hết. À, đó là cái sự sai lầm trong cái vấn đề mà chúng ta, nếu mình hiểu không đúng. Thí dụ giờ mình giữ ngũ giới, mình cho rằng do mình chỉ cần giữ ngũ giới thôi thì chắc chắn mình sẽ chứng đắc được đạo quả. Thì đây là cái sự sai lầm hoàn toàn, cái sự không có, rồi mình chấp chặt vào cái vấn đề này. Mình cho rằng giữ giới, mình giữ ngũ giới, mình giữ bát quan trai giới như vậy đó, thì mình sẽ giải thoát. Thì khi mình chấp chặt vào cái vấn đề này như vậy thì mình rơi vào trong giới cấm thủ. À, hoặc là một người đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi họ chấp chặt vào trong những cái chư tầng thiền này, đó là giải thoát. À, niết bàn là sơ thiền, niết bàn là nhị thiền, niết bàn là tám thiền, niết bàn là tứ thiền, vân vân. Họ chấp vào trong đó, họ cho rằng những cái tầng thiền bán lặng này là giải thoát. Thì như vậy họ rơi vào trong giới cấm thủ. Thì như vậy giờ mình giữ giới, mình phải biết rằng cái giới này nó chỉ là cái nền tảng để nó trợ cho cái sự tu tập của mình, để từ đó mình tập về thiền quán này kia mới để tứ niệm xứ thì mình mới thành tựu cứu cánh giải thoát được. Chứ mình giữ giới không khơi thì làm sao mà thành tựu được? Nó không thể thành tựu được. Cho nên là chính vì giữ giới mà có những cái tri kiến sai lầm, mình tin chắc rằng do những cái giới mà mình giữ vậy đó, mình sẽ được giải thoát, thì chuyện đó không thể có xảy ra. Nó chỉ là duyên thôi, nó là duyên trợ. Nếu không có giữ giới thì cũng không giải thoát được. Mà nếu giữ giới mà không tu tập thiền định, không tu tập thiền quán thì cũng không thể giải thoát được. Tất cả đều có cái sự trợ lẫn nhau nó mới thành tựu được. Cho nên phải hiểu cho đúng pháp là cái chỗ này. Có gì lắm đâu. Rồi hoặc là cầu nguyện, có nhiều người ta khoái vấn đề này, cầu nguyện sẽ đưa đến giải thoát. Ngồi cầu
có ngày ngồi cầu ha, cầu hoài rồi giờ nào Đức Phật chứng rồi không chứng cầu hoài rồi nhận được, thì họ nghĩ là cầu nguyện họ sẽ được giải thoát. À, đó là cũng bị rơi vào trong cái giới cấm thủ luôn. À, đây là cái vấn đề mà tới vậy ha, rất là khó mà nói cho những người mà ta không hiểu biết, mình nói dễ xúc phạm mà dễ đụng chạm. À, cho nên mình trong đây mình học mình sẽ thấy vấn đề lòi ra như vậy. Thì như vậy mình để một kết luận trong cái vấn đề này của cái những cái vấn đề này, thì những cái sự mà tin tưởng vào những cái lễ nghi, những cái tin tưởng vào những cái phương cách thực hành nào á, mà nó không phải là những cái pháp mà đưa đến cái sự thanh tịnh hóa tâm hồn á, à, như là thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát, thì mình cho rằng những cái phương cách thực hành những cái lễ nghi á, mà không phải là những cái pháp này, không phải những cái pháp đưa đến giải thoát, à, thì mình cho nó là giải thoát, là mình rơi vào trong những cái thủ hết. À, cho nên mình bị chấp vào trong những lễ nghi, chấp vào những phương cách sai lệch, chấp vào những cái mà không giải thoát, mà mình cho là cái phương pháp đó sẽ đưa đến sự giải thoát, thì vậy là mình cũng bị rơi vào trong cái giới cấm thủ luôn. À, cho nên chỉ có con đường duy nhất là tứ niệm xứ, và con đường đưa đến sự diệt trừ sầu u bi khổ não, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn là con đường duy nhất. À, chứ không có cái con đường nào khác, hành cúng lễ nghi cầu xin giáng giải rồi làm cỡ nào cả cỡ không thể giải thoát được. À, đó là cái vấn đề mà nếu mà mình chấp sai vào đó là mình tiêu luôn. À, mình bị dính vô với cấm thủ, mà dính vô với cấm thủ á, thì không thể nào chứng đắc được sơ đạo sơ quả nha quý vị. Sơ đạo sơ quả là đã diệt trừ giới cấm thủ nha, mà mình còn dính mắc vào giới cấm thủ này thì vô phương, à, không thể thoát được. À, đó là vấn đề nói thêm chút xíu ha, để chúng ta viết thêm về trong cái và phần mà thanh tịnh đạo chúng ta có chua thêm chút xíu chúng mình nhiều vấn đề đó. Rồi bây giờ mình tới cái thứ cái giới cấm thủ rồi cũng khó hiểu lắm, rắc rối lắm, bây giờ nó cũng liên hệ với đời sống mình cũng thường xuyên lắm. Cho nên phải cẩn thận chứ. Với ngã luận thủ, số 4 ngã luận thủ, Át Tà Hòa Đu Bà Đà Ná. Khi có sự hiểu sai, chấp quấy về tự ngã, phải. Khi có sự hiểu sai, chấp quấy về tự ngã, phải. Sắc là tự ngã, phải. Sắc là tự ngã, tự ngã trong sắc, tự ngã trong sắc. Thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức chấm 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 cũng giống như trên ha, thọ tưởng hành thức. Như vậy là ngã luận thủ, như vậy là ngã luận thủ.
vấn đề này cũng tế nhị. Thì đối với một số người, người ta có quan điểm chấp sai vấn đề này, chấp vấn đề này cho rằng cái thân này nó chính là cái tự ngã, cái sắc thân này, cái thân xác của mình đó, nó là cái tự ngã. Đây là ta, cái thân xác này chính là ta đây, ta là đây đây. À, như cô Nhật Quỳnh, cái thân này của tôi, thân là tôi, đây là sắc của tự ngã, ai đụng đến thân này của tôi là chết với tôi. À, có chưa? Rồi, hoặc là tự ngã ở trong sắc, có cái ta, có cái ngã ở trong cái thân này, cái sắc này. À, trong ta có cái ngã trong đây, nó đang ẩn tàng đây, chấp dính vào trong đó, mình cho là sắc ta hoặc là tự ngã ở trong cái sắc này, trong cái sắc thân này. À, hoặc là trong những cái sắc tế nó cũng có cái tự ngã trong đó, tế vậy nằm trong đó. À, mỗi người có cái riêng như vậy, khi chết cái tự ngã nó lìa khỏi cái sắc thân này, nó bay đi chơi, đi vòng vòng thành phố chơi thì nó tự ngã trong sắc. À, thọ cũng vậy, những cái cảm giác, những cái thọ cảm thì họ không nghĩ đó là, không cho đó là cái cảm thọ là cảm thọ, không cho vậy, mà cho cảm thọ là ta. À, cảm thọ là ta đây, ta vui, ta buồn, ta thương, ta nhớ, ta này, ta kia, đó là cảm thọ là ta. À, ai mà chọc tới cái nổi sân lên, mày chọc tao, tao đang giận, cái lòng sân nổi sân, cảm thọ nó sân, mình cho là thọ là của ta, thọ là ta. À, hoặc là thọ trong, hoặc là ta trong thọ, trong cái thọ này có cái ta trong đó. Thì nói chung rằng trong cái ngũ uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, họ chấp chặt vào trong những cái vấn đề này, họ chấp sai, chấp lệch trong vấn đề này, họ cho là có một cái tự ngã thường hằng bất biến ở trong cái thân này. À, trong cái thân này của mình, thân này của mình có gì, có cái thân xác này là sắc, thọ là cảm thọ, tưởng là sự tưởng nhớ, hành là những cái tư duy, thức là cái tâm. Bây giờ mình là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó có một cái gì đó trường tồn bất biến, một cái gì đó là siêu việt, một cái gì đó coi như là giờ có chết thì cái tự ngã này nó cũng không có chết, nó sẽ lìa khỏi cái năm cái quẩn này, sắc thọ tưởng thức này sẽ tái sanh một kiếp khác, hoặc là nó sanh về một cái cõi nào đó, ví dụ mình cái hồn xuất hồn ra là về cõi trời hay là về một cái cõi nào đó thích hợp với nó. Thì họ có những tư tưởng sai lầm rồi về những cái tà kiến này rất là nhiều, và họ chấp chặt rồi mỗi một chúng sanh có một cái tự ngã, mỗi một chúng sanh có một cái riêng, cái phần hồn riêng. Thì khi mà mình rơi vào trong cái tri kiến như vậy, mình cho là tự ngã, trong cái tự ngã này, cái sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã, hoặc là trong sắc có tự ngã, trong thọ có tự ngã, vân vân. Thì như vậy chúng ta rơi vào trong cái gọi là ngã luận thủ. Thì như vậy ngã luận thủ này nó cũng nằm trong thuộc về tà kiến luôn. Thì như vậy đối với cái bốn cái thủ này, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ, thì với tứ thủ này thì ba cái thủ sau á là cái gì, cái gì thì ghi ra đi, ngay cho Nguyễn ghi đi, xuống ghi chú đi, hai chấm, ghi chú hai chấm, phần này cũng quan trọng ha, ghi chú. Đối với tứ thủ, gọi là bốn cái thủ mình mới dập á, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ đó, thì đối với tứ lâu vậy. Đối với tứ thủ ba thủ sau gom lại là tà kiến thủ. Rồi xuống dòng thì ba thủ sau tức là tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, ba thủ sau gom lại là
tà kiến thủ. Tương lai là bà kiến thủ. Rồi, hay quá, giỏi ghê. Thì ký giỏi ghê. Rồi. Do vậy, giấy này là gì đâu, giấy này. Do vậy, chỉ còn hai thủ là dục thủ và tà kiến thủ. Rồi, như vậy chúng ta thấy là tứ thủ, à, nếu mà mình nói gọn lại ha, thì gom lại thì ba cái là sao đó, là tà cái là rơi gom vô chung là tà kiến thủ, à, chỉ còn có hai là dục thủ và tà kiến thủ, đúng chưa? Quý vị hiểu cái này không ạ? Hello, hiểu không? Hello. Rồi ha, ok, dễ ủi ha. Cô Bích Ta lắm rồi không? Cô Bích Ta, cô Nhật Quỳnh đâu rồi? Mất tiêu rồi. Nào, hỏi tới gõ là biết ngay. Từ từ cháu nó mới nhừ. Được chưa? Rồi, bây giờ trong hai cái này nè, dục thủ và tà kiến thủ không? Trong hai cái này, giờ người ta đưa ra câu hỏi như vậy cho mình biết đó. Thì đối với hai cái này là dục thủ và tà kiến thủ này, nó diệt trừ ở phần nào, à, trong cái bậc thánh, hai cái lựa chọn. Chị thánh đài này, ai hiểu được lên trình bày, lên trình bày hai cái này, dục thủ và giác cấm thủ nè, trong cái bốn bậc thánh tu đà bờ, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, bốn bậc thánh đó, thì dục thủ với cấm thủ được diệt trừ ở phần nào? Rồi mời cô Hạnh Gai xà thấu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sằng Khải, dạ con kính ấn lễ Tri Đức Chư Tôn Đức Tăng, kính chào các cô tu nữ. Dạ, thưa thầy, cái vị thánh đầu tiên là cái vị thánh được diệt được cái thân kiến và giới cấm thủ, à, đó là cái vị thánh đầu tiên tu đầu quần thì sẽ diệt được, à, còn cái dục, cái dục thủ đầu tiên thì là 800 tham thì vẫn còn, à, đến cái vị thánh cuối cùng thì mới diệt được, còn ba cái còn lại thì bốn cái tâm tham mà nó hợp tài kiến. Dạ, con xin trao mắt lại, con biết con có nói đúng không? Đây, dạ. Sao đúng nhưng mà chưa rõ. Giờ có hai vấn đề, mình đưa ra hai vấn đề, dục thủ với lại tà kiến thủ, đúng không? Hai vấn đề mình mới học xong góp lại, dục thủ, tà kiến thủ, gọn ha. Rồi bây giờ thứ nhất là dục thủ. Dục thủ diệt trừ ở đâu, à, nói với bậc thánh nào, rồi giới cấm thủ diệt trừ bậc thánh nào, rồi mời cô Nhung coi, cô Nhung lên trình bày cái được không? Dạ, con thưa thầy, như vậy gom lại còn dục thủ và tà kiến thủ, thì tà kiến thủ bậc thánh sơ đạo sơ quả đã diệt trừ, còn dục thủ thì diệt trừ hoàn toàn phải là thánh tứ quả mới diệt trừ được ạ. Còn thánh tam quả thì mới diệt trừ được dục ái thôi, chứ chưa diệt trừ được ái và vô sắc ái. Do đó mới diệt trừ được hoàn toàn dục thủ ạ. Dạ, đó là ý kiến của con. Dạ, con kính tri ân thầy.
Rồi, xà hữu, chính xác vậy ha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ ghi ra sự đoạn trừ của kiến thủ. Ghi ra để cho nắm bắt ha. Sự đoạn trừ của kiến thủ, tức là tà kiến thủ đó, sự đoạn trừ của kiến thủ. Được tìm thấy trong dự lưu đạo. Được tìm thấy trong dự lưu đạo. Còn dục thủ thì nhờ vào A-la-hán đạo mới đoạn trừ được. Còn dục thủ thì nhờ vào A-la-hán đạo mới đoạn trừ được. Rồi, như vậy là cho chúng ta biết là cái tầm quan trọng của dự lưu đạo là rất quan trọng ha. À, khi mà bước vào tầng thánh đầu tiên là giết trừ những cái tà kiến thủ liền, à, những cái gì mà có những kiến chấp sai lầm gì là bậc thánh dự lưu đạo là giết trừ nó liền. À, nhưng về cái dục thủ thì vẫn còn, à, bởi vì nó còn dướng dấn chút xíu như này đó ha, tức là còn ái sắc, ái vô sắc còn dính như đó, là trình dục thủ phải lên tới bậc A La Hán mới đoạn trừ được cái này, à, mới đoạn trừ được. À, cho nên mặc dù là bậc thánh nhưng mà khi mà dư lưu đạo á, thì chỉ diệt trừ được những cái tà kiến thủ, à, còn muốn diệt được dục hoàn toàn những cái sự dục thô dục tế là phải đi lên tới A La Hán đạo mới diệt trừ được. À, cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm rõ ha. Rồi xuống dòng dục thủ. Thủ dục thủ thì có mặt trong tám tâm tham. Dục thủ thì có mặt trong tám tâm tham. Nhưng kiến thủ thì chỉ hiện diện trong bốn tâm tham liên hiệp kiến. Nhưng kiến thủ thì chỉ hiện diện trong bốn tâm tham liên hợp và kiến. Rồi, như vậy cho chúng ta biết một cách rõ rệt ha, tức là dục thủ thì nó có mặt trong cả tám tâm tham luôn, tám tham đều có mặt, được gọi là dục thủ hết. Nhưng mà về kiến thủ, những là những cái kiến chấp sai lầm tà kiến thì chỉ có mặt trong bốn tâm tham liên hợp với tà kiến. Thì như vậy bốn tham hợp tà là thuộc về kiến thủ. Đối với bậc Tu La Quần thì diệt trừ được bốn cái tâm tham này, nhưng mà còn lại bốn cái tâm tham đi tà, và cho nên khi mà bốn tâm tham ly tà này muốn diệt nó hoàn toàn thì phải lên tới bậc A La Hán mới diệt trừ được nó, chứ không phải dễ nha quý vị, rất là khó. Do vậy chính là cái dục thủ này nó chính là tâm sở tham, còn tà kiến, cái tà kiến thủ thì chính là tâm sở tà kiến. Thì như vậy mình ghi luôn, dục thủ chính là tâm sở tham, còn tà kiến thủ là tâm sở tà kiến. Rồi.
Trục thủ chính là tâm sở tham, còn tà kiến thủ là tâm sở tà kiến. Thì như vậy chúng ta biết rằng về tâm sở mình là về tham phần thì có tham, tà kiến và ngã mạn. Thì về ba cái tâm sở này trong đây là tham là chính, tâm sở tham chính là cái nhân, cái gốc ha, của pháp bất thiện là tâm sở tham. Và tà kiến nó đi theo, nó kèm theo vô cái tham thì phối hợp với tâm thì chúng ta sẽ có được tâm tham tà kiến. Còn nếu mà loại bỏ tà kiến được thì nó sẽ không còn tâm sở tà kiến nữa mà chỉ còn tâm sở tham. Đó là vấn đề mà cái sự liên hệ những cái tà kiến và những cái mà không liên hệ tà kiến cho chúng ta thấy một cách rõ ràng như vậy ha. Như vậy với cái phương pháp mà tu tập để mà thành tựu bậc thánh thì phải trước tiên là chúng ta phải làm sao diệt được cái tâm tham hợp tà, là nói cách chung ha, diệt bốn cái tâm tham hợp tà đó. Mà muốn diệt cái tâm tham hợp tà đó là chúng ta phải tu tập theo tứ niệm xứ, tức là ngoài tứ niệm xứ không có một cái con đường nào khác để mà có thể mà diệt trừ được đó, chính là con đường tứ niệm xứ. Mà muốn tu tập tứ niệm xứ thì giới là phải thanh tịnh. Chúng ta phải có giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh không có nghĩa là giới nó sẽ làm giải thoát, mà giới thanh tịnh nó là cái nền tảng để cho cái tâm mình nó được tốt đẹp, cái tâm mình nó không có bị mà hối, không có bị mà rối loạn, không có bị phóng dật, do giới nó giữ, nó làm cho cái tâm mình được yên tĩnh. Mà từ cái sự đó là, thì mình mới đi qua cái chuyện này định được. Thì khi mà tâm được an định, tâm được là trong sáng nhẹ nhàng thì từ đó chúng ta mới đi vào trong tứ niệm xứ để mà thành tựu chánh kiến, để mà diệt trừ được những cái tà kiến thủ này. Đó là cái mà cái con đường mà cái phần giải chính là giới, định và tuệ, là không thể nào mà đi ra ngoài con đường này mà thành tựu được, không có cái nào mà ngoài nó mà có thể thành tựu được. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta biết, nếu mà mình không hiểu đúng thì mình sẽ bị rơi vào tà kiến thủ liền, dính vào nó liền. Mình chấp vào một cái gì đó nó không đem đến cái lời hòa lợi ích giải thoát mà mình chấp đó là đúng, là mình dính vô liền, là cái tâm mình dính vô cái đó liền. Bởi vì nó không thật, cái đó là sai lệch, nó không có đúng với cái thực tế mà nó phát sinh ha. Cho nên phải hết sức cẩn thận trong vấn đề suy nghĩ của mình. Nếu mình không khéo mình bị dính vào nó, chẳng hạn như mình giữ quán quan, mình cho giữ quán quan mình sẽ thành thánh, thì mình dính vô cái đó là mình chết liền ha. Mình dính vô cái tư tưởng đó là mình kẹt vô nó liền ha. Cho nên đó là cái mà chúng ta phải nhờ học phương pháp là chúng ta mới có thể thấy được cái vấn đề một cách rõ ràng, một cách sáng tỏ được. Nếu không có phương pháp thì chúng ta khó mà thấy được lắm. Ngoại trừ chúng ta là những vị mà đã từng học, những vị là đã từng có nghiên cứu nhiều đời nhiều kiếp tu tập đó, thì chủng mà về ba la mật mình giữ dằn đó, mình mới không cần học mà mình hiểu được đó, thì cái đó là phải quỳ lại luôn, đó là thứ dữ ha. Còn bây giờ mình còn ngồi đây, mình còn lê lết, mình học từ chữ mình còn chưa hiểu nổi nữa, thì phải nói là cái barami mình còn quá yếu đó. Thế mà hạnh tu của mình trong những nhiều đời nhiều kiếp mình còn rất là yếu, bây giờ mình mới lên đây không học mà nhiều khi chưa được chưa cái không hiểu, rồi mình phải tra đủ thứ chuyện để mà giúp mở cái tri kiến mình, do nhờ những cái bậc thánh, những vị mà đã đi trước và đã làm lại những cái chú giải của những cái lời của Đức Phật là mình mới có thể hiểu được, chứ không thôi là vô phương. Mà mình không hiểu rõ được, mình không nắm được chính xác của lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn là mình rơi vô cái tà kiến thủ liền, chắc chắn là như vậy. Khó làm sao mà mình có cái trí tuệ đó, mình đọc hiểu được cái chiều sâu của những cái lời giáo huấn của Đức Phật rất là khó, không phải việc đơn giản. Mình bây giờ mình học tới mức độ này rồi, mình chia sẻ đủ thứ rồi mà giờ buông ra cũng không hiểu gì luôn. Cái tâm mình nó ghê lắm, tâm mình nó ma quỷ lắm, tâm mình nó dễ cho mình tùm lum tà la, nó làm cho mình rối loạn đội hình ha. Cho nên khi mình bước vô, nhất là khi chúng ta vô ngồi thiền á, vô tu tập về thiền định, nó phát sinh những cái tà kiến thủ ghê gớm lắm. Nó phát sinh những cái tư tưởng chấp thủ này chấp thủ kia, nó cho về đúng cho kia là đúng thứ gì. Từ đó mới thành lập môn phái ha, thành lập môn hộ. Ta là đổ này đổ kia, thứ chuyện xảy ra thì cũng từ cái sự mà mình không có biết pháp, không có hiểu pháp, rồi mình mới nghĩ rằng là mình làm gì đúng,
nghĩ là những cái pháp hành của mình là đúng, là cao cả, là pháp đưa đến sự giải thoát, thành tựu được có thần thông có này kia, cho như vậy. Và chính vì cái sự chấp thủ sai lệch vậy, hàng ngàn hàng triệu thứ tôn giáo xuất hiện ở thế gian này. Vì vậy đó, những cái thế gian, những cái môn phái này, môn phái kia, phái nọ, phái này đủ thứ. Trong khi đó là kinh Phật, những cái lời Đức Phật rành rành trước mặt đó, mà họ không theo, họ cho là họ như vậy là đúng, họ hành như vậy là đúng, liên như vậy là đúng, nó đem tới cho cái sự tai hại cho những chúng sanh về sau. Đó, cái nguy hiểm nhất là do cái mà mình tự ngã, mình tự tôn, tự đắc trong cái vấn đề tu tập của mình. Thật sự mình chả biết gì, mình học tới giờ mình chưa hiểu là cái gì. Đó là cái vấn đề, nhưng mà thấy nó kinh khiếp cái chỗ và không hiểu giáo pháp của Đức Phật là đưa đến một cái sự tai hại rất là nguy hiểm cho mình và cho luôn nhiều người xung quanh mình. Và thấy cô Nhung muốn hỏi gì là xin mời cô Nhung. Dạ con thưa thầy, bài cũ á thưa thầy. Dạ con có một câu, có một cái thắc mắc như vậy thưa thầy. Ở cái phần mà hành duyên thức á, thì ở đây á, thì bài mình học á, là thức tái tục, tức là 19 tâm quả tục sinh. Hoặc là mình lấy theo cách khác nữa là lấy hết các tâm quả hiệp thế, đó là 32 tâm quả. Nhưng cũng có cái ý kiến cho rằng là khi mà hành mà duyên thức á, thì ở cái sát na một á, là sát na mà hiện báo nghiệp á, thì không phải là hành duyên thức, vì lúc đó thì nó không có tạo ra tâm quả tục sinh cũng như là tâm quả hiệp thế, vì cái tâm hộ kiếp và tâm tử của cái vị này ngay tại cái cuộc đời sống đó là của cái tâm tục sinh, do đó là do nghiệp nên là hiện ra ngay cái do cái nghiệp họ làm là ngũ nghịch đại tội, hoặc là quá là thiện như thiền, thì do đó mình có một cái ở ngay sát na một thì là như đề Bà Đạt Đa bị đất rút, thì như vậy cái đó không phải là hành duyên thức con như vậy. Rồi cũng như là ở cái nghiệp mà bị vô hiệu nghiệp, những cái nghiệp mà bị vô hiệu nghiệp thì cái đó cũng không phải là hành duyên thức, vì nó không cho ra 10 quả tục xá, cũng không ra cho ra là 32 tâm quả, vì lúc đó cái nghiệp mình nó bị vô hiệu nghiệp. Chưa hiểu cái vấn đề này, con kính thỉnh thầy giải thích giúp con. Dạ con kính tri ân thầy ạ. Ơi sao hữu. Bây giờ hành duyên thức, hành là gì quý vị? Thì mình phải lo chi pháp mới nói chuyện được chứ. Hành là gồm cái gì? Phi phúc hành, phúc hành và bất động hành, đó là ba cái, đúng không? Phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Hai tám năm một đời. Rồi thì ghi ra đi cho dễ thấy. Về hành thì mình có ba: phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Rồi bây giờ phi phúc hành tức là những cái nghiệp mình làm phối hợp với là 12 tâm bất thiện, gọi là phi phúc hành, tức là 12 tâm bất thiện này nó tạo nghiệp trong cái đời sống của mình, mình đã tạo trong cái đời sống quá khứ và gieo trồng những cái chủng tử ác, chủng tử xấu, thì nó trở thành nghiệp, là nghiệp bất thiện, là những nghiệp ác bất thiện. Đúng không? Rồi phúc hành là những cái nghiệp mà mình làm phối hợp với những cái thiện pháp, những cái tâm thiện thì được gọi là phúc hành, và những cái tâm thiện dục giới và sắc giới đó, thì gọi là phúc hành. Và bất động hành là những cái nghiệp mình làm trong những cái tâm thuộc về vô sắc giới, những tâm thiện vô sắc giới,
Thì như vậy ba cái này được gọi là ba cái nghiệp quá khứ, nghiệp về bất thiện, nghiệp thiện. Hai cái này mình phân phúc hành và bất hành được về thiện. Thì như vậy phúc hành là thiện mà phiền hành là bất thiện. Thì những cái nghiệp này nó đã làm, đã gieo trồng rồi à, thì nếu mình nói là nó vô hiệu nghiệp sao được? Những cái nào vô hiệu nghiệp thì nó đâu có sanh được à. Nhưng mà giờ phút lâm chung cuối cùng á, à, chúng ta rơi vào trong cái giờ phút cuối cùng thì những cái nghiệp nào đã làm mà nó có khả năng cho quả thì nó mới sanh khởi, nó hiện lên à, thì lúc đó nó mới hiện lên là những cái cảnh nghiệp tướng là thú tướng, nó nghiệp nghiệp tướng thú tướng nó mới hiện khởi lúc đó. Thì trong lộ tâm cận tử là những cái nghiệp nếu mà là phi phúc hành thì nó sẽ hiện khởi lúc đó, là cho mình biết là cái nghiệp nó phát sanh lúc đó nó phát sanh như thế nào à, thì cái nghiệp này nó có khả năng cho quả tục sinh. Chứ nghiệp mà không có khả năng cho quả tục sinh đâu có sanh lên được à, thì giờ phút cuối cùng chính vì mình lấy một cái phi phúc hành cái nghiệp bất thiện nó sanh khởi trong giờ phút lâm chung cuối cùng à, là lộ tâm có 5 cái động tác thôi. Lúc đó nó không có 7 cái động tác đâu nha, chỉ có 5 động tác thôi. Và như vậy 5 cái động tác này nó làm vận sự là để mà nó tạo tác cho cái nghiệp mình đã gieo trồng nó hiện khởi, nó để mà nó tạo cái nhân để mà đưa đến cái sự mà phát sanh cái sát na tâm tục sinh đầu tiên cái sống mới. Thì như vậy giờ chót nghiệp sanh khởi, nếu là bất thiện, nếu là thiện tùy theo mà nó sẽ sanh khởi, nó hiện và khi mà tử cái là cái nghiệp đó nó sẽ cho cái tâm quả tục sinh à, còn nếu thiện thì nó sẽ là nghiệp thiện cho cái tâm quả tục sinh à, là hai cái vấn đề mà chúng ta thấy à, à, nghiệp hoặc là nghiệp tướng tức là những cái hình ảnh mà để mà đưa đi tục sinh, hoặc là thú tướng tức là cảnh giới tục sinh à, thì như vậy trong ba cái nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng này nó sẽ phát sanh trong giờ phút cận tử, phối hợp với những cái nghiệp phúc hành, phi phúc hành và bất phúc hành nó sẽ phát sanh à, trong giờ phút lâm chung, thì nó cho chúng ta đi tục sinh à, một cái kiếp sống mới à, cho nên nhưng mà phải nhớ là lời lộ tâm cận tử chỉ có 5 thôi, chứ không có 7 sát na như là mình nghĩ là những cái sát na thứ nhất cho quả hiện tại, sát na thứ 7 cho quả tương lai, rồi 5 sát na giữa cho quả bất định bây giờ, đó là 7 sát na, còn 5 sát na cuối cùng cận tử và nó trợ lực cho những cái nghiệp cuối cùng để phát sanh à, cho cái đời sống mới. À, đó là cái vấn đề mà à, nó quan trọng, tại sao giờ phút chót mà à, mình học là mình biết là nó có ba cái vấn đề là nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng phát sinh trong giờ phút lâm chung cận tử là như vậy. Và những việc, những cái điều, những cái việc gì mình làm nó sẽ hiện lúc đó, đó. À, nó sẽ cho cái làm cái nhân để nó cho cái tâm tục sinh à, đó là cái vấn đề mình phải hiểu rõ như vậy ha. À, biết cô Nghiêm Dung lắm rồi mà, alo. Đóng tiêu rồi. Gì? Đề bà là gì? Ai không có, này bạn đã chết, tự phục sinh khỏi địa ngục rồi. Bây giờ phút cuối cùng là cái nghiệp nó sanh lên cho ông. Ông chết, ông đi địa ngục, năm ngũ nghịch đại tội nó hiện khởi lúc giờ phút lâm chung mà. À, thì ông có cái thức phục sinh là sanh về khỏi địa ngục, khỏi là vô gián địa ngục. À, là đề bạn đã là thức phục sinh, chứ vẫn có thức phục sinh cho thường. Nhưng có đầy đủ chứ, sao không có được. Rồi ha, ok ha, Phong ha. Rồi, như vậy là hôm nay mình học tới đây là gì đây? Nãy học tới đâu rồi? Rồi, từ sau là tới thủ duyên hữu. Thủ duyên hữu ha, nhớ nhắc nha, từ sau thủ duyên hữu. Còn thêm câu nữa rồi, mời cô nhau. Dạ, con thưa thầy. Dạ, còn một vấn đề nữa con chưa hiểu thưa thầy. Dạ, cái phần mà về sắc á, thì bữa trước thầy có dạy là sắc nghiệp thì có 20 sắc, rồi sắc tâm thì có 17 sắc, rồi nhưng mà con đọc thì con thấy có sắc tâm quả thì còn có 15 sắc. Thì như vậy là mình trừ sắc nào để mình nói sắc tâm quả còn 15 sắc đó thưa thầy? Dạ, con kính thỉnh thầy giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân thầy ạ. Rồi, bữa không có ghi ra sao giờ hỏi vậy?
không có ghi 15 sắc là gì hả? Hỏi ngang xương sao nhớ nổi hết. Phải dở ra cái chỗ đó coi lại cho nó mới được. Coi lại đi, hình như có ghi mà, nhớ có ghi đầy đủ mà. Thì đó, giờ cô coi lại 15 sắc này là những loại sắc là sắc nào là mình biết ha. Giờ nó lâu quá mình coi lại, mình phải nhớ lại chứ đâu dám nói bị bạ được. Rồi, để đi coi sao đi ha. Rồi, ok. Rồi, hôm nay là chúng ta đã học xong một phần gần đoạn chót của thập nhiễm duyên ha. Do phước báo là nguyện cầu cho tất cả lưu được năm pháp sắc lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh tri đồng đều nhận cả tháng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, xin mời MC. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều đã giảng dạy về học ngày hôm nay để cho đạo tràng được hiểu, học và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa thành kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài để đạo tràng được theo dõi. Và con không biết Đại Đức Pháp Trang có trước máy không Bạch Sư? Dạ, nếu Đại Đức Pháp Trang có trước máy cho con xin một tín hiệu. Dạ, xà thú thanh thai. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi niệm pháp ạ. Uất tam ăn ghê na quan đê hăng ba đà phẳng sân và ruột tam ăn buộc thể giờ khá lý tổ đồ sơ buộc thâu khám mát tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ai do con. Uất tam ăn ghê na quan đê hăng thẩm anh cha đức quý thần hòa răng thẩm mê vô kha li tô đổ sâu thẩm mô khăm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thốt tam ăn sẵn khê vô kha li tô đổ sâu sẵn khô khăm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng ạ. Con kính nhân minh tánh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng và xin chào đại đức, tại đức cùng tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện chư tôn đức tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Te atalatha suketa rulaha putasa sane arora suketa ho hisaha sape he nyati fi fawatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata sapa putham nufa we nasada sati fawantu te fawatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata sapa tamma nufa we nasada sati fawantu te fawatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata sapa sangka nufa we nasada sati phà hoàn tu tê. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích
được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến, cả thải tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm trinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ đề quá ta sạm ti vi ha ra qua si ni thu bề kha rê bơ thi kha rê ta hiện ta hình ta tham mà đà nê na pháp quan từ vô chi ta sọ thình kà rơ n tê kha vi ha ra man đà đê thề ra cha ma cha na qua ca cha phi kha vô sa ra mi ca đa na bà ti u ba sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pháp quan tu cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta a tha bo pa ba ti ca niu ya ni căng tham ma qua rằng bạch tịch cha te sa be bi du kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mo tham ma tha ra cha phục ga la sang go ho tu sam ma go qua a tha cha cha he ta ya cha am hai ra ka tu sat tham mo sa be bi tham ma cha đi nơ vuột thình sam ba bu nai ya ma tham ma đi yap ba quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiện về cúng dân rồi xin hầu độ chư tăng cửa từ ẩn nào phước thằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh muôn loại không lường đoạn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên thành đặng mà dứt khổ truyền quanh đòa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức canh an cầu cho tăng chung các hàng hòa nhau nay thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân vợ và chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên chung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Biên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà thầy kinh, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh năng, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm duyên thành. Cha cũng do quả phước này trợ duyên thầy kinh và chúng con được phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân như ba ná sát mát cháy vô hồ túc. Ý đăng quân nhân sát mát cháy vô hồ túc. Ý đăng quân nhân như ba ná sát mát cháy vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức.
Quý Ngài đã quang lâm vào room để chúng con được học di diệu pháp, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý Ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống, phạm hạnh thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn thầy kinh, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng giảng pháp, thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thầy kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành room Phật giáo Nam Truyền thành kính đảnh lễ, cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào room theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ room có nhiều điều sơ thất, còn thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài. Chư Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho room Phật giáo Nam Truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý Ngài, Dự Quỳnh kính chúc thầy kinh, Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài cây kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa room. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Thank you.